vào nhau. Điều này gợi nhớ một cái gì đó nhưng tôi chưa nhớ ra được. Hiện tượng dễ quên này chắc do tôi đang bệnh. Mày thay, Sam đi về tốt mang xà bông, dầu hôi tới, cả nhà liền tiến hành giặt rũ toàn bộ quần áo và đồ lót giường. Bé xa xa không người coi sóc suốt hai ngày ấy. Khi tôi ngồi viết nó chui vào gầm bàn ngồi lên cái then ngang nối giữa hai chân bàn và bắt trước Samdi top mỗi lần tới đều cho nó ra ngồi xe trượt tuyết. Nó làm như đang chở tôi trên xe. Khi nào khỏi bệnh, tôi cần lên thành phố đọc vài cuốn sách về lịch sử và dân tộc học ở miền này. Người ta quả quyết rằng ở đấy có một thư viện tuyệt diệu nhờ mấy đợt quyên góp lớn lập nên. Tôi thèm viết, phải khẩn trương mới được. Thấm thoát sắp sang xuân rồi lúc ấy chả còn bụng dạ nào để đọc sách và viết lách bệnh đau đầu mỗi ngày một tăng tôi ngủ không ngon tôi mơ một giấc mơ phi lý một trong những giấc mơ bị quên ngay khi tỉnh dậy tôi quên diễn biến giấc mơ chỉ còn nhớ cái nguyên nhân khiến mình tỉnh dậy đó là tiếng nói của một người phụ nữ mà tôi đã nghe thấy trong mơ và tiếng vang vọng của nó Tôi nhớ rõ giọng nói ấy và tái hiện nó trong ký ức tôi điểm lại trong óc những phụ nữ quen biết, mong tìm ra trong số họ ai là người có giọng nói trầm nặng, dịu dàng và ướt át ấy. Không thấy ai cả. Tôi nghĩ, có lẽ mình đã quá quen với Tonia nên điều đó làm giảm thính giác của tôi đối với nàng chăng? Tôi thử quên nàng là vợ và đẩy lui hình ảnh của nàng tới một khoảng cách đủ xa để làm sáng tỏ sự thật. Không, đó vẫn không phải là giọng nói của nàng. Vậy là vẫn chưa xác định được giọng nói kia là của ai. Nhân tiện nói về mộng mị. Mọi người vẫn cho rằng ban đêm ta thường mơ thấy những gì gây ấn tượng mạnh nhất lúc ban ngày, lúc ta tỉnh. Riêng tôi nhận thấy hoàn toàn ngược lại. Nhiều lần tôi để ý rằng chính những cái ta ít để ý ban ngày. Những tư tưởng chưa được suy ngẫm đến cùng. Những lời nói chơi và thoảng qua thì đêm đến sẽ trở lại hiện ra nguyên hình và trở thành đầu đề của các giấc mơ như để trả mối hận đã bị ta coi thường chúng lúc ban ngày sáu đêm trong sáng và băng giá vạn vật hiện ra trọn vẹn và rực rỡ khác thường đất trời trăng sao được băng giá kết dính lại với nhau những bóng cây in rõ nét như được cắt gọt và lùi lên trên những con đường đôi trong hoa viên luôn luôn có cảm giác tựa hồ những bóng đen nào đó cứ đi cắt ngang con đường ở các chỗ khác nhau. Những ngôi sao lớn treo lơ lửng giữa các cành cây trong cánh rừng như những chiếc đèn bằng mica xanh. Cả bầu trời chi chít, những ngôi sao nhỏ như đồng cỏ mùa hè đầy các bông cúc điểm nhặt. Tối tối, chúng tôi tiếp tục trò chuyện về Pushkin. Chúng tôi phân tích những bài Pushkin làm hồi còn học trường C in trong tập đồng Biết bao điều lệ thuộc vào việc lựa chọn cách luật của thơ. Chấm, khi Pushkin viết những câu thơ dài, thì giới hạn đua tranh của chàng thi sĩ trẻ tuổi là thi xã Akzamat II. Chàng muốn không thua kém các bậc đàn anh, muốn lừa phỉnh ông bác ruột ba bằng các điển tích thần thoại, bằng giọng văn hoa Mỹ, bằng cách giả bộ hư hỏng và ham mê chủ nghĩa khoái lạc bằng cách vờ ra vẻ ta đây thạo đời từ sớm nhưng vừa thoát ly khỏi sự bắt trước ocean hoặc parkney hoặc từ sau bài những hồi ức ở hoàng thôn chàng thi sĩ non trẻ lập tức dùng các câu thơ ngắn trong tỉnh lị hoặc thư gửi em gái tôi hay bài gửi lọ mực của tôi viết ở nhép sau đó ít lâu hoặc dùng các nhịp điệu trong thư gửi yudin thì toàn bộ nhà thơ Pushkin tương lai đã thức dậy trong chàng thiếu niên này. Ánh sáng và không khí, tiếng ồn ào của cuộc sống, các sự vật các thực thể từ bên ngoài ùa vào thơ chàng như ùa vào một căn phòng vừa mở cửa sổ. Các sự vật của thế giới bên ngoài, các vật dụng sinh hoạt, các danh từ cứ chen lấn xô đấy nhau giành giật các dòng thơ, loại bỏ đi những từ loại kém chính xác định hơn. Đồ vật, sự vật, luôn luôn chỉ thấy các vật thể xếp hàng thành từng cột hòa vận ở rìa bài thơ. Hệt như các loại thơ bốn âm tiết ấy của Pushkin, sau này trở nên lừng danh, là một thứ đơn vị đo lường của cuộc sống Nga, một thứ thước đo cuộc sống được rút ra từ toàn bộ đời sống nước Nga, giống như người ta vẫn vẽ khuôn bàn chân để đóng giày hoặc gọi con số để lựa bao tay cho vừa kích thước. Tương tự như vậy sau đó các nhịp điệu của nước Nga biết nói. Giọng trầm bồng của tiếng Nga thường nhật đã được thể hiện trong các độ dài ngắn bởi các tiết tấu nhịp ba của thơ. Nekazov 4 và bởi nhịp thơ đắc tin của ông. 7. Ngoài phận sự làm ruộng hay chữa bệnh, tôi còn muốn khai ngén một cái gì lớn lao, lưu lại dấu ấn, muốn viết một công TNNS khoa học hay một tác phẩm nghệ thuật. Sinh ra đời mỗi người đều là một philosopher để ôm lấy hết thầy, cảm nhận hết thầy, diễn tả hết thầy mọi điều, biến philosopher thành một học giả. ấy là lỗi lầm của những người sống trước cùng thời với philosopher. bước tiến trong khoa học được thực hiện theo luật sô đẩy, bắt đầu từ việc bác bỏ những lầm lẫn, những lý thuyết sai lầm đang ngự trị. philosopher trở thành nghệ sĩ là do các tấm gương dễ lây lan của các ông thầy bước tiến trong nghệ thuật được thực hiện theo luật hấp dẫn, bắt đầu từ việc bắt chước, theo đuôi và tôn thờ các bậc tiền bối mà mình ưa thích. Vậy cái gì đang cản trở tôi làm phận sự, chữa bệnh và viết? Tôi nghĩ, không phải là những thiếu thốn, những sự lang thang trôi giạt, không phải là sự bấp bênh cùng những thay đổi thường xuyên, mà là tinh thần của câu nói huynh hoang đang rất phổ biến, đang ngự trì thời nay ấy là câu nói kiểu. Bình minh của tương lai, xây dựng thế giới mới, đuốc sáng của nhân loại. Thoạt nghe, ta có cảm tưởng Phong phú thay, trí tưởng tượng rộng lớn thay. Nhưng thực ra thì ta thấy nó huynh hoang chính vì nó thiếu tài năng. Chỉ cái bình thường mới là kỳ tích khi được bàn tay của thiên tài chạm đến. Puskin là bài học hay nhất về mặt đó. Thế mới là ca tụng lao động trung thực gà phục nghĩa vụ và các tập quán thường ngày chứ. Bây giờ chúng ta nghe mấy tiếng tiểu thị dân, tiểu tư sản thành thị đầy hàm ý chê trách. Sự chê trách ấy đã được cảnh báo rằng các câu thơ trong bài ra hề. Tôi là tiểu thị dân, tôi là tiểu thị dân và trong bài cuộc du ngoạn của Onegin. Chấm, giờ đây lý tưởng của tôi, được làm nội trợ thành thơi ở nhà ước ao sống cảnh bình hòa có tô canh ngọt thật là vừa môi. Trong tất cả những cái gì là Nga, hiện nay tôi thích nhất cái chất trẻ con của Pushkin và Sekhov, cái tính vô lo e ấp của họ đối với những thứ đau to búa lớn, như cái mục đích tối hậu của nhân loại và sự cứu rỗi chính họ. Tất cả những chuyện ấy, hai ông thừa hiểu, nhưng họ chẳng hơi đâu nghĩ đến những điều huynh hoang đó họ chẳng hoài hơi và cũng không có phận sự đi cập. Gâu gâu, tôn Dostoevsky sẵn sàng chào đón cái chết. Họ băn khoăn tìm kiếm ý nghĩa cuộc đời. Rút ra kết luận, xong cho đến phút cuối cùng họ đều bị cuốn hút vào bao nhiêu chuyện riêng tư vụn vặt hàng ngày của cái nghiệp nghệ sĩ. Và trong chuỗi dài liên tiếp các sự việc ấy, họ không để ý mình đã sống chọn một cuộc đời cũng rất riêng tư và trả động chạm đến ai kia. Và bây giờ, cái sự riêng tư vụn vặt ấy hóa ra là sự nghiệp chung và, giống như các trái tàu ương ương hái trên cây, nó đang được kế thừa, mỗi ngày một thêm ngọt ngào và ý vị. 8. Những dấu hiệu đầu tiên báo tin xuân về. Tuyết tan, khi trời thoang thoảng mùi bánh nướng và mùi rượu vodka. Như trong ngày thứ ba ăn mặn trước lễ cho khi mà chính cuốn lịch dường như cũng muốn chơi chữ mặt trời ngái ngủ. Hấp háy con mắt ướt nhèm ở trong rừng, cánh rừng cũng ngái ngủ chớp chớp đôi hàng mi nhọn như kim, những vũng nước buổi trưa cứ ánh ánh như có bôi mỡ. Thiên nhiên ngáp dài, vươn vai, chờ mình rồi lại ngủ thiếp đi. Ở chương thứ bảy của tác phẩm Ivy Ngân Hy có tả cảnh mùa xuân tòa dinh thự vắng tanh sau khi Onegin ra đi môi mộ Lensky ở dưới chân đồi, bên bờ suối. Suốt đêm vang tiếng họa mi, chàng tình nhân của mỗi kỳ xuân sang tầm xuân xanh biếc mơ màng. Nở bên dòng suối cũng đang dậy thì, tại sao lại gọi họa mi là chàng tình nhân của mùa xuân? Nhìn chung, cái định ngữ nghệ thuật ấy là tự nhiên và hợp chỗ. Quả là tình nhân, hơn nữa, nghe nó rất hòa vần với tầm xuân nhưng liệu con họa mi đạo tặc trong các bài tráng sĩ ca có ảnh hưởng gì tới đây không nhỉ chấm trong tráng sĩ ca họa mi bị gọi là họa mi dạo tặc con trai của âu có những câu thơ rất hay về nó chấm phải vì tiếng hót họa mi tiếng gầm dã thú đến kỳ động rong cỏ kia nằm rạp rối bung hoa kia rớt cánh ngàn bông cũ rời rừng sâu phủ phục nơi nơi bao người ngã gục lìa đời còn đông chúng tôi đến verikino khi trời vừa sang xuân chẳng mấy chốc cây cối đều xanh tươi trở lại nhất là ở khe núi sát ma dưới chân khu nhà của michulisin đầy anh đào cây chăn phỉ tứ mấy đêm sau thì họa mi bắt đầu hót và một lần nữa hệt như tôi mới nghe họa mi hót lần đầu tiên trong đời, tôi lại kinh ngạc thấy nhạc điệu này vượt trội tiếng hót của mọi loài chim khác. Thiên nhiên nhảy vọt khỏi cần truyền đoạn từ từ tới giọng láy phong phú và vô song ấy, đa dạng biết mấy trong sự thay đổi các nét lướt và mạnh mẽ biết mấy cây âm thanh trong trèo, vang vọng rất xa kia. Chấm Tuộc gây nhép đã miêu tả trong tác phẩm nào đó các tiếng lướt lay ấy tiếng sáo của sơn thần, tiếng díu en ti líu lo. Đặc biệt nổi lên hai nhạc cú nói tiếp nhau. Đầu tiên là chi ốc, chi ốc, chi ốc nghe dồn dập, khát khao và lộng lẫy lúc thì nhịp ba, đôi khi kéo dài liên tiếp không đếm xuể. Đáp lại nhạc cú này, các bụi cây đẫm xương run rẩy như được mơn trớn, động đậy lá cành để phô sắc đẹp tiếng đó là nhạc cú thứ hai chia thành hai nhịp rõ rệt osnit osnit nghe như lời kêu gọi thấm thía nài rủ khẩn khoản và khích lệ dậy đi dậy đi chấm chín mùa xuân chúng tôi đang chuẩn bị công việc vườn tược không bụng dạ nghĩ đến nhật ký mặc dù tôi vẫn thích viết nhật ký đành phải gác việc này đến mùa đông vậy mới đây lần này thì đúng và ư ngày thứ ba trước lễ cho giữa lúc đường xá lầy lội có một người nông dân bị bệnh đi xe trượt tuyết đến nhà tôi bất chấp nỗi vất vả dọc đường dĩ nhiên là tôi từ chối việc chữa bệnh xin lỗi bác tôi đã bỏ nghề lâu rồi chẳng có thuốc men dụng cụ gì hết thì chữa bệnh làm sao được nhưng đâu dễ thoái thác dễ dàng như thế xin ông cứu giúp da tôi cứ bị chóc đi Bác sĩ hãy thương tôi. Bệnh tật khổ lắm. Biết làm sao được. Trái tim không phải là sắt đá. Phải khám cho bác ta vậy. Bác cởi áo ra. Tôi xem xét. Bác bị bệnh lao ra. Vừa khám. Vừa, vừa liếc mắt ra cửa sổ. Nhìn chai phi non. Lạy chúa. Xin đừng hỏi. Tôi đào đâu ra chai thuốc ấy. Và một số thư tối cần thiết khác. Tất cả đều là nhờ Sam đi về tốt chấm tôi thấy ngoài sân mới thêm một chiếc xe nữa tôi tự nhủ lại một bệnh nhân nhưng không đấy là chú em ivrak của tôi đến bất thình lình như từ trên mây đáp xuống sân nhà tôi trong chốc lát cả nhà tranh nhau kéo tay dù áo ivrak nào tonia nào bé xa xa nào cha vợ tôi rồi khi xong việc tôi cũng lại họp mặt với họ cả một trận mưa câu hỏi làm sao chú biết mà đến đây chú từ đâu tới vẫn như hồi trước ibrahim chỉ mỉm cười nhún vai tránh không trả lời thẳng vào câu hỏi thật là kỳ diệu và bí ẩn ibrahim ở lại chơi gần hai tuần lễ thường lên thành phố yuratin rồi chú bất ngờ biến mất như có phủ phép trong thời gian chú ở chơi với gia đình tôi tôi đã kịp nhận thấy chú ấy còn có thế lực hơn cả Sam Divieto. Nhưng chú làm gì và quen biết ai thì khó biết hơn. Chú từ đâu tới? Nhờ đâu chú có thế lực lớn? Chú đang làm gì? Trước khi biến đi, chú có hứa sẽ lo liệu cho việc làm ăn sinh sống của gia đình tôi đỡ vất vả hơn, để Tonia có thời giờ chăm sóc bé xa xa, còn tôi được rảnh rỗi mà chuyên tâm vào y học vào văn chương chúng tôi tò mò hỏi chú định giúp bằng cách gì thì chú chỉ im lặng mỉm cười nhưng chú không đánh lừa đâu có một vài dấu hiệu chứng tỏ điều kiện sinh sống của gia đình tôi chắc chắn sẽ thay đổi kỳ lạ thật đấy là chú em cùng cha khác mẹ của tôi chú với tôi mang chung một họ song thú thực tôi lại biết về chú ít hơn về tất cả những người khác đây là lần thứ hai ibgrap bước vào cuộc đời tôi như một quý nhân phò trợ một cứu tinh giải thoát mọi khó khăn có lẽ trong tiểu sử mỗi người bên cạnh các nhân vơ chính tham gia còn phải có một mãnh lực vô tri bí ẩn một nhân vật gần như mang tính chất tượng trưng sẵn sàng hiện ra giúp đỡ mà không cần mời gọi và chú em ibgrap của tôi đang giữ cái vai trò ông thiện bí mật ấy chăng Chấm. Tới đây chấm dứt nhật ký của bác sĩ Churvay Gâu. Từ đó, chàng không viết tiếp nữa. 10. Trong phòng đọc sách của thư viện thành phố Uratin, bác sĩ Churvay Gâu đang xem lướt qua những cuốn sách chàng vừa mượn. Phòng đọc đủ chỗ cho cả trăm độc giả, có vô số cửa sổ. Các dãy bàn dài và hẹp chạy suốt đến tận các cửa sổ. Thư viện đóng cửa vào lúc chập tối. Về mùa xuân, buổi tối thành phố không thắp đèn đường. Tuy nhiên, Vây gâu cũng chả bao giờ ngồi lì đọc sách hoặc kể cả ở thành phố muộn hơn giờ ăn chiều. Chàng gửi con ngựa mà Michulisin cho mượn, tại quán trọ của Sam đọc sách cả buổi sáng, rồi khoảng giữa trưa thì cưỡi ngựa trở về Verikino. Hồi chưa đến thư viện đọc sách, Vây gâu hiếm khi lên Euratin chàng chẳng có việc gì đặc biệt ở đây cả chàng biết rất ít về thành phố này nên khi trước mắt chàng phòng đọc sách đông dần người thì ngồi gần chàng kẻ ngồi xa chàng cảm thấy như mình đang làm quen với thành phố đang đứng ở một trong những ngã tư đông đúc của nó và tựa hồ không phải là các độc giả yuratin mà chính là các căn nhà và đường phố của họ đang tụ tập ở đây